Ok, và Linh kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục làm clip cho bạn xem. Thì các bạn ơi, cũng khá là lâu rồi mình không có làm clip săn bắt ha. Tại vì hồi hôm Tết là khoảng mùng 6, mùng 7 Tết gì đó, mình có đi bảy biển biệt với các bạn. Mình có hứa với các bạn là khoảng một tuần lễ nữa hay là hai tuần nữa mình sẽ đi bảy biển biệt lại cho tất cả các bạn xem. Nhưng mà cuối cùng mình vô đồ làm con cái tới nay là phải tới 2 tháng nữa mình mới đi bảy biển biệt lại được các bạn. Thì thật ra là mình rất là nhớ tất cả các bạn luôn. Thì hôm nay mình chủ nhật mình được nghỉ á, nên mình đi bảy biển biệt cho tất cả các bạn xem. Thì hôm nay mình bảy ở trong cái gò đất cúng nè, cũng vòng vòng mấy cái chỗ cũ rồi các bạn, chứ không có mấy cái chỗ mới. Tại vì chỗ cũ còn mình bịp bay thì nên mình bảy thôi các bạn ơi. Thì nếu như mà có dính thì Linh sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem nha. Thì cái áo này sáng này mới mượn của tía các bạn. Mình chạy đi bảy về, mình mặc cái áo này mình vô nhà mà mẹ mình tưởng đâu ai không à, không có nhận ra mình luôn các bạn. Thì bây giờ nếu như mà có dính á, thì Linh sẽ quay lại cho tất cả bạn xem nha. Thì bây giờ Linh mời tất cả các bạn theo Linh nha. Đây các bạn, ở trong đây là cái lâm đó các bạn. Còn gọi là cái gò đất cúng, cái khu này rất là rộng luôn ở mé bên kia đó các bạn. Thì bây giờ mình bẫy thì mình đỡ phải vòng vòng mấy cái ghìa thôi, chứ mình không có vô sâu trong thấy ghê lắm các bạn ơi. Thì mình đi thăm bẫy thì mình đem theo cái giỏ như thường ngày thôi, với con dao, với mấy con ốc hai, với cộng sợi dây nữa các bạn, để có dính thì mình sẽ buộc chân mấy con mịp bẹp lại. Vòng vòng đây toàn là cỏ không mà các bạn ơi. Mà đi nãy mặc quần ngắn nữa, hồi cỏ nó xước nó đâm thấy bạc luôn. Đây bây giờ mình sẽ bay qua. Bắt từ đây bay qua chắc phải đu cây mít. Được rồi. Đây, mình có bảy cái hàng này mấy cái đó các bạn, để coi. Coi kìa. Đây, mình thấy có ba cái rắn kìa, không biết có dính không kìa. Rồi. Dính thiệt các bạn ơi. Đã. Nè, cái bẫy đầu tiên. Đây. Em bị bẹp đầu tiên nha các bạn. Trời ơi, hồi sáng giờ trời mưa á các bạn, dính đó, nó đạp cái chân. Giờ đất không luôn các bạn ơi. Đây con bị bẹp này chắc cũng gần già rồi, nên con mắt nó đỏ chét thì các bạn. Thì mình lấy sợi dây nha, mình buộc cái chân nó lại rồi. Mình bẫy cái bẫy đây rồi chiều mình đi thăm một tiếp một chuyến nữa nha các bạn. Chứ giờ mình không có gom bẫy về, giờ còn sớm quá gom bẫy về uổng lắm, để chiều nó còn đi ăn nữa các bạn. Quên nè, cái trường quay vậy nó, cái máy nó quay vòng vòng các bạn ơi. Đây cái bẫy đầu tiên mà thấy vậy là thấy có lý rồi đó. Sợi dây này thì mình buộc vô cái giỏ để thôi, nó bay mất tiêu. Rồi mình tiếp tục mình hai con ốc nữa các bạn. Ôi nó quằn cái bẫy. Cái bẫy sình không các bạn ơi. Hi. Ốc này thì mình đi bẫy á, cái ốc là cái lỗ mình đâm sẵn ở nhà các bạn, tới mình đi bẫy đỡ tốn thời gian, tại vì mình đi quay con mình là cũng cực lắm các bạn, nên phải chuẩn bị trước. Đây cái bẫy đầu tiên được một em đã. Vòng vòng ở khúc đây cũng có mấy cái nữa mà không biết có dính không. Chết rồi. Đây cái này nó lật con ốc lại rồi các bạn. Mình lật
ngược cho lên để thôi cho con bìm bìm nó thấy đó các bạn. Bắt tiếp bên kia. Ôi chỗ đây ngon ghê luôn mà không dính tay. Uống vậy. Ôi nó đập luôn cơ mà. Sảy. Rồi. Cái bẫy này người ta khăm chắc luôn đó các bạn. Người ta đi vườn ở bển kìa chứ cái bẫy như vậy là dính chắc rồi các bạn ơi. Chơi kỳ quá. Đập nó quấn dây vậy luôn. Không biết chiều nay hai cái bẫy này còn nguyên không nữa nè các bạn. Nghe chắc mất tiêu quá. Thôi kệ đi. Chứ cái chỗ đó là ngon dữ lắm luôn các bạn. Mình bẫy lần nào cũng dính chỗ đó các bạn. Mẹ ở trong này cũng có hai cái ngon lắm nè. Cái có dính không nữa. Hiệp gu. Trong cái lầm này một cái nữa nè. Rồi không thấy bài rồi. Không dính các bạn ơi. Quá mấy chỗ này ngon vậy mà không hết hả. Rồi, cái bẫy bên đây đã mất tiêu luôn rồi. Rồi. Hai chơi kỳ quá các bạn ơi, lấy bẫy mà nời. Mất tiêu luôn. Cái bẫy này dính chắc luôn. Dính mình mới sợ đó các bạn. Hai. Thì là mất tiêu hết một cái bẫy. Buồn dễ sợ luôn. Gặp bẫy tặc rồi các bạn ơi. Dưới đây đặt cái này không biết còn không nữa. Thiệt là tức cái mình. Đi cái đặt ở trong đây định hút rồi. Im gu. Rồi, cái bẫy này đặt mà không dính các bạn ơi. Bây giờ mình đi tiếp. Ok thì các bạn ơi, mình đi hâm nãy giờ là ngơ dính các bạn ơi. Không dính cái hiêm được con nào nữa các bạn. Tại vì bây giờ mình về. Bây giờ là 3 giờ tuổi rồi các bạn. Mình đợi tới 5 giờ mình đi hâm tiếp nữa. Rồi mình quay tiếp cho bạn xem nha. Chứ tại vì ngày hôm nay trời mưa á. Trời mưa. Trời mưa với lại nó mới có nắng rồi nó bìm bịp, nó chưa có đi ăn các bạn nên không có dính nhiều. Thêm một phần nữa là bẫy bị người ta hâm hết trơn, người ta hâm trước hết mấy cái rồi thêm lấy thêm mất hết hai cái bẫy nữa các bạn. Hôm nay đi bẫy xui quá, gặp bẫy tặc mà còn không dính nữa. Thì đợi một xíu nữa thì rồi
mình tham có dính thì mình quay tiếp cho bạn xem nha, còn không dính thì hôm nay mình thất thu luôn rồi, coi bụng một con à các bạn ơi. Ok cả nhà ơi, thì mình đi hâm 7 giờ, bây giờ mình bắt đầu mình đi hâm nữa, mà mình đi nãy giờ mình rất là mệt luôn các bạn. Mình cuốn 7 muốn về hết luôn rồi nè. Là cái con bị bẹp hồi trưa nè các bạn. Mình cuốn 7 rồi về gần hết luôn rồi mà không thấy dính con nào hết các bạn ơi. Ở ngoài đó còn chưa gom. Cái mình về tới cái đường này, cái mình thấy con bị bẹp nó đậu trên cây sầu riêng nha các bạn. Mình lấy dàn ná ra. Rồi cái mình bắn được con chết đôi em này nè các bạn. Mình tưởng đâu là chiều nay hâm không dính con nào nữa luôn rồi đó, nhưng mà bắn chết được con bị bẹp này, bắn phải tốn hết 4 viên đạn của mình đó các bạn. Tính ra mình bắn dở lắm mà bắn chết bị bẹp này cũng hay rồi đó. Thì bây giờ mình còn khoảng một chục cái nữa các bạn, còn khoảng một chục cái nữa mà mình phải chạy xuống kia, còn xa lắm, mình sợ chắc đi hâm một hồi nữa thì chắc nó tối hôi luôn các bạn. Thì video mà có tối thì các bạn thông cảm nha, chứ bây giờ cũng 5 giờ mấy rồi các bạn ơi. Mình cũng khá là đuối rồi, mình mệt dữ lắm luôn rồi, nhưng mà còn mười mấy cái nữa thì mình gán đi hâm cho xong luôn rồi mình kết thúc video nha các bạn. Thì bây giờ mình đi tiếp thôi nha. Thì các bạn ơi, trời mưa này cái đường nó ướt nhẹp à. Mình bỏ dép mình đi chân không luôn các bạn ơi. Bỏ dép đi chân không luôn. Tại vì mình mang dép cái nó sình nó dính dép đó các bạn. Khó đi dữ lắm kìa. Đôi dép mình để ở đằng đẵng đi các bạn. Đây thì mình lấy chiếc đạp điện của mẹ mình đi nha các bạn. Bỏ vô đôi dép nữa. Ý, thấy nó ngã rồi. Chưa giờ mình lấy đôi của mình rồi mình lấy đôi của Tiếu mình nữa. Bây giờ cái bội hai đôi dép luôn các bạn ơi. Xuống kia mình hâm một mớ luôn, quên bật chìa khóa rồi. Chúng ta mất tiểu chìa khóa rồi chứ. Rồi, dọn ra đây. Nãy giờ có mấy con quắc nó kiểu đau quá trời luôn các bạn. Mình nói các bạn nghe, nãy mình xuống đây mình gặp hai ba con bẹp luôn các bạn, bài kế bên cái bẫy mình á, mà mình bắn hụt các bạn ơi. Vậy mà cái bẫy mình kế bên luôn mà nó không lại ăn, tức thiệt chứ. Cái trong đây cái không biết có không. Tại nãy ba con á, nó bay lại cùng chỗ mình phân dân, mình không biết bắn con nào. Cuối cùng để nó bay mất hết luôn các bạn ơi. Thiệt là tức. Cái bẫy tay chết gốc luôn rồi. Trong này ta mới đốt một khang không các bạn ơi. Đây giờ, giờ tối hôi rồi các bạn ơi. Khá là mệt. Ok thì các bạn ơi, bây giờ tối hôi rồi. Thành quả hôm nay của mình thì hất chắc hất hu rồi các bạn ơi. Được có hai con à. Tính ra là bảy mình bảy quá trời bảy luôn mà dính được có con rồi các bạn. Còn con này thì đó đó, còn con này thì mình bắn mới bắt được các bạn ơi. Thì đây đây là thành quả ngày hôm nay của mình. Thì bây giờ được có hai con bị bẹp rồi các bạn. Thì bây giờ cũng khá là chiều rồi, giờ mình về tắm rửa ăn cơm nghỉ sáng đi làm thôi các bạn ơi. Thì mình kết thúc video tại đây luôn nha. Các bạn thấy video của mình hay
thì nhớ cho mình một like và subscribe lên cái kênh ủng hộ cho mình nha, để mình có động lực ra thêm nhiều video về săn bắt hay là bất cứ video nào khác các bạn muốn Linh làm nha. Thì các bạn cứ comment bên dưới video của Linh, Linh thấy thì Linh sẽ làm được thì Linh sẽ làm theo nha. Thì chào tất cả các bạn, hẹn các bạn những clip tiếp theo nha. Đây hai em bìm bìm đây các bạn, quá đã. Ôi, xe hết điện rồi các bạn ơi, trời ơi, đạp chết luôn các bạn, xe hết điện rồi. Tiếp tục giờ phải đạp vậy nè các bạn ơi, chứ dặn hết đi rồi. Tới nhà rồi. Đây, bây giờ quẹo vô nhà thôi các bạn ơi. Yo, yo, yo.